Nằm ở vị trí cửa ngõ phía Bắc của tỉnh Đồng Nai, giáp danh với nhiều địa phương khác trong và ngoài tỉnh, có tuyến quốc lộ 1A chạy qua, huyện Xuân Lộc có rất nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội, song cũng là địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất an ninh trật tự. Vì vậy, lực lượng công an huyện Xuân Lộc đã luôn chủ động phối hợp triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, trở thành lá chắn thép, giữ vững an ninh trật tự. Từ đầu năm đến nay, tình hình tội phạm và các loại tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Xuân Lộc tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Theo thống kê của Công an huyện Xuân Lộc, 7 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn huyện xảy ra hơn 80 vụ phạm pháp hình sự, gần 50 vụ vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường, phát hiện hơn 30 vụ, hơn 70 đối tượng mua bán, tàn trữ, chứa chấp, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ bản là chúng tôi cũng đảm bảo được cái tình hình an ninh trật tự. Tuy nhiên, song song bên cạnh đó là cũng có nhiều cái vụ việc xảy ra. Ví dụ như những cái vụ vi phạm về lĩnh vực ma túy, tàn trữ, sử dụng, là buôn bán trái phép chất ma túy và một số vụ như là cố gây thương tích hay là gây rối trật tự công cộng vẫn còn xảy ra. Nhận thức được vai trò, chức năng quan trọng của mình, thời gian qua, Công an huyện Xuân Lộc luôn xác định cần phải đề cao tinh thần cảnh giác, tăng cường tuần tra, chốt chặn khi xảy ra vụ việc nơi cửa ngõ và cả những địa bàn ở tuyến sâu. Trên tinh thần đó, Công an huyện Xuân Lộc đã xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Song song với các biện pháp nghiệp vụ cơ bản của ngành, với tinh thần trọng dân, gần dân và bám dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Công an huyện Xuân Lộc cũng đã thực hiện tốt phương châm 3 cùng, 4 bám, cùng với nhân dân kịp thời phát hiện, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm ngay khi vừa mới manh nha tại cơ sở. Thứ nhất là luôn gần gũi với nhân dân. Cái thứ hai là về cái tuần tra canh gác ban đêm cùng với ban ngày về coi như là về an ninh trật tự. Cái thứ ba là tiếp nhận các cái thông tin mà coi như để nhân dân phản ánh là kịp thời và coi như giải quyết kịp thời, không để cho nhân dân phiền hà là coi như kêu ca giải quyết các cái thủ tục hành chính và coi như là về tội phạm hình sự là dứt khoát đâu vào đó. Quyết tâm của công an huyện là làm sao đó phải đạt được cái nghị quyết của huyện ủy cũng như là cái chỉ đạo của ban giám đốc công an tỉnh đưa ra là kéo giảm cái tình hình tội phạm xuống ở mức thấp nhất. Bên cạnh đó là cũng tiếp tục chỉ đạo cho các đội nghiệp vụ là căn cứ vào cái chức năng nhiệm vụ của mình, chủ động là tham mưu xây dựng những cái kế hoạch để tổ chức ra quân đồng loạt trong từng cái thời điểm. Với những thành tích xuất sắc trong thời gian qua, nhiều tập thể và cá nhân của Công an huyện Xuân Lộc đã được lãnh đạo các cấp biểu dương, khen thưởng kịp thời và được nhân dân ghi nhận, trở thành lá chắn thép vững chắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn cửa ngõ của tỉnh Đồng Nai.